Thái Dương sẽ giới thiệu sản phẩm Ginger Syrup. Ginger Syrup thì bao gồm thành phần chính là kẽm và các thành phần khác. Có công dụng nó là bổ sung kẽm cho cơ thể, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng và giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh. Về đối tượng sử dụng nó là trẻ em và người lớn bị thiếu hụt kẽm và thiếu hụt kẽm do nôn, nôn tiêu chảy bỏng. Và trẻ trong giai đoạn đang phát triển, phụ nữ có thai và cho con bú. Các chế độ dinh dưỡng thiếu hụt kẽm. Về liều dùng là trẻ em từ 6 tháng đến 3 tuổi thì ngày uống 5ml. Trẻ em từ 4 đến 10 tuổi thì ngày uống 2 lần mỗi lần 5ml. Trẻ em trên 10 tuổi và người lớn thì ngày uống 2 lần mỗi lần 10ml. Quý vị và các bạn có thể mua sản phẩm trực tiếp tại quầy thuốc Thái Dương, cũng như là để lại tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận thì quầy thuốc sẽ giao sản phẩm trực tiếp đến tay cho bạn. Số điện thoại đặt hàng là 0945 091 489. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.